Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Kazuki của nhóm Double Wish. Chúng mình này là Kazuki Team. Yeah, yeah, yeah. Mình bây giờ sống một mình á. Không, không phải. Bây giờ thôi nhá. Từ 22 tuổi đến bây giờ sống một mình thôi nhá. Em, mỗi ngày phải nấu ăn để ăn một mình. Mình muốn nấu ăn món Việt Nam. Nên hôm nay mình cũng nấu ăn thử món ăn Việt Nam. Làm thử là cá ngà chiên nước mắm. Yeah. Cá ngà nhá. Nước mắm nhá. Đang chế nè. Trên đĩa có nhiều màu thì có vẻ ngon nè. Salad màu xanh nè. Là cà chua nè. Đẹp nè. Tỏi hải dương nè. Thì hiện nay là có hải dương nè. Có phương Việt buồn nha. Tỏi hải dương nè. Bắt đầu. Ok. Đầu tiên là rửa thịt gà này nha. Tiếp theo là ướp vào hai muỗng nước mắm này nha. Hai muỗng này rửa hả? Không biết luôn. Một. Còn đường nhé, tại vì là chỉ nước mắm thôi thì hơi mặn nha, có đường. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là 6 giây nữa, sau đó là trộn vào 15 phút nữa, 15 phút, 20 phút nha. Tỏi này là vừa khó nha, là lúc trước là rất nhỏ nè, nhưng mà cái này là vừa hơn nha, khi nấu ăn thì tỏi nhỏ nha. Wow, nghe tốt nha. Nhưng mà thơm nè, thơm thơm. Cái này khi nào chín rồi á? Khi nào phải sử dụng nước mắm và tỏi này á, màu đen nè. Nhưng mà không sao nè. Bây giờ hơi hơi nấu nữa nha. Nấu với nước mắm nha. Bỏ nước mắm nha. Nước mắm. Thêm nước mắm. Thêm đường. Cà dư không biết cái này ngon hay không. Xin lỗi xin sức kia. Tại vì là từ bây giờ xin sức kia ăn thử này. Vì là chỉ nước mắm thôi thì bị rất bị mặn nhá. Sự thật là mình không biết món ăn này là cá ngà chiên nước mắm hay không nè. Có thể là không phải món ăn Việt Nam kiểu cá dư, cho nên là món ăn Việt Nam không món ăn cá dư. Không sao, chương trình này là cá dư dư kitchen. Em tất cả các món ăn là còn các cá dư vị ngon thì không có vấn đề gì đâu. Bây giờ nghĩ là nấu ăn lần này là thất. Nhưng sự thật là mình tìm hiểu về các nấu ăn càng giả trên nước mắm nha, nhưng mà sẽ thất bại. À không, chưa biết nữa. Các nấu ăn càng giả trên nước mắm thường hay sai à? Chắc
จังไซนะนี่คมเศร้าละงองทีคมเศร้าสุดตะกร้าเขาแหวละงองนะถูกต้องยาถึงด้วยมองเลยมีเงี้ยนะมองเลยน้อยละโอ้เขาแหวงองนะกำมือมองเลยน้อยอยู่แค่ไหนนะนายซิสุเกะชินเจ้าเจ้าแต่ชอบขึ้นมากว่าซิสุเกะอันนี้เท่าไหร่จุนจินนายไกซี่จุนจินนายละบักบุยนะคาซูซูคิทเช่นลาชุดลักย่อยตรงนี้ละบังกลมย่อยนะดูนี่เนี่ยลาลันนายละคาซูน้ำมันมองเวียดนามดักเบียร์กังอาจิงนึกมั้งเนี่ยตรงเหรอลาโคเฟ่งงนึกมั้งยงยูเกี่ยวเวียดนามกังอาจิงที่บินยาวซินสุเกะถึงก่อยกังอาจิงนึกมั้งนึกมั้งอืมขับยังวะซินสุเกะอันตัวเนี่ยลาคัดหนาวอันลาขอนะเอ๊บักบ้าเนี่ยChắc là có nhiều muối. Cái này là không có muối hả? Thế là có nhiều nước mắm. Đúng rồi. À, chính xác. Cá gà chín này là bị cháy. Nên cái này đắng. Đắng và đắng. Cho nên là ngon cả. Cho nên là ngon cả. Không ngon. Không ngon hả? À. Trời ơi.Tối là ngon. Dạ, biết rồi. Là bây giờ là khoảng là 7 giờ nè. Cho nên là cái này là ăn tối của Shinsuke. Shinsuke không thích cắn cái chén này. Hãy ăn nha. Tại vì là lãng phí nha. Khi nấu ăn thì vừa suy nghĩ về Shinsuke vừa nấu ăn nha. Nên rất rất ngon. Đắng quá. Theo Shinsuke, cái này là một đĩa bao nhiêu tiền? Một đĩa là...hai mươi ngàn. Yeah, rẻ quá. Chắc chắn không ngon. Yeah. 20 ngàn. Ôm nguyên liệu là quá 20 ngàn nữa. Giá bên tôi là 60 ngàn, đúng không? Không biết người nấu ăn là cá gì, cho nên là mắc hơn nữa. Không phải, cá gì là không phải chuyên nghiệp nè, không mắc. Cho nên là sẽ phá sản nè. Sợ. Ôi trời ơi. Nếu thích video này thì hãy share, like, subscribe nhé. Bye bye.Đã hết đi. Cô đen, cô đen, cô đen.